giả của VN Express. Hiện tại thì Thị Dung đang ở nhà và thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội. Hy vọng rằng mọi người cũng đang thực hiện vô cùng nghiêm túc điều này nhé. Vì đây gọi là thời điểm quan trọng nhất và cũng như là thời điểm quyết định cho sự lây lan của dịch bệnh. Và chúng ta hãy nghĩ đến sức khỏe của bản thân, của gia đình cũng như là của toàn xã hội mà chúng ta cố gắng ở nhà. Và làm gì để ở nhà mà chúng ta vẫn cảm thấy tích cực và cảm thấy là productive. Thì đối với Dung thì Dung sẽ tập thể dục nhiều hơn nè, có thời gian để skincare nhiều hơn. Và đặc biệt là Dung đã học được một điều rất là mới, đó chính là vẽ bằng máy. Lát ở đây Dung sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Còn bây giờ thì Dung xin được chúc tất cả quý độc giả có thật nhiều sức khỏe và hãy tận hưởng thật tốt kỳ nghỉ bất đắc dĩ này nhé. Stay home and stay safe.